Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật nhanh các tin tức kinh tế đời sống trong tỉnh Đồng Nai. Đảng ủy quân sự huyện Long Thành vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Trong năm 2023, Đảng ủy quân sự huyện Long Thành đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng ở địa phương, đạt các mục tiêu, nghị quyết đề ra. Trong đó đã tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng cho các cán bộ chiến sĩ trên địa bàn huyện, xây dựng lực lượng vũ trang có phẩm chất chính trị, năng lực công tác, sẵn sàng đáp ứng mọi nhiệm vụ, hoàn thành công tác giao quân ở hai cấp huyện và xã với 240 thanh niên lên đường nhập ngũ. Lực lượng dân quân tự vệ được nâng cao về chất lượng và số lượng, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thường xuyên tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân thường trực, lực lượng dự bị động viên, đảm bảo yêu cầu về số lượng và chất lượng. Bên cạnh đó, công tác hậu cần quân đội tiếp tục được quan tâm, duy trì nhiều mô hình tăng gia sản xuất, giúp cải thiện bữa ăn cho cán bộ chiến sĩ tại địa phương. Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất vừa tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, đại diện phòng nội vụ huyện đã công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về điều động và bổ nhiệm chức vụ quản lý các đơn vị trường học. Theo đó, điều động bà Hồ Thị Thu Hương, hiệu trưởng trường mầm non Hướng Dương về trường mầm non xã lộ 25 và bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng. Điều động bà Võ Thị Phương Mai, phó hiệu trưởng trường mầm non xã lộ 25 về trường mầm non Hướng Dương và bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng. Điều động bà Võ Thị Thiên Hương, phó hiệu trưởng trường mầm non Quang Trung A về trường mầm non Hoa Mai và bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng. Điều động bà Lê Thị Thu Thảo, hiệu trưởng trường mầm non Hoa Mai về trường mầm non Quang Trung A và bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng. Bổ nhiệm bà Lê Thị Thùy Trang, giáo viên trường tiểu học Tín Nghĩa, giữ chức vụ phó hiệu trưởng trường tiểu học Tín Nghĩa. Các quyết định điều động bổ nhiệm có thời hạn là 5 năm kể từ ngày 2 tháng 1 năm 2024. Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi thành phố Long Khánh vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua tuổi cao gương sáng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 tại Hội trường Ủy ban Nhân dân phường Xuân Hòa. Năm 2023, các hội cơ sở đã phát triển mới 792 hội viên, nâng tổng số hội viên đến nay trên 12.500 người, trong đó trên 60 tuổi đạt 95,18%. Trong năm 2023, các cấp hội phối hợp trao tặng hơn 11.000 phần quà cho cán bộ, hội viên khó khăn với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng. Tập trung vận động xây dựng quỹ chăm sóc vận động, tặng gần 6.500 phần quà, tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng chăm lo cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp với trạm y tế xã phường tổ chức khám tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi. Năm 2023, Hội Người Cao Tuổi cơ sở tổ chức chu đáo việc chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi. Kết quả mừng thọ cho hơn 1.700 cụ, tổng số tiền hơn 700 triệu đồng được trích từ ngân sách nhà nước. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện Trảng Bom tổ chức đại hội đại biểu lần thứ tư nhiệm kỳ 2023-2028. Trong nhiệm kỳ qua, hội đã vận động quỹ hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện được trên 2,3 tỷ đồng. Việc quản lý nguồn vận động chặt chẽ và sử dụng đúng mục đích, huyện hội đã triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn của hội cấp trên và Ủy ban nhân dân huyện về công tác thi đua khen thưởng. Hàng năm tổ chức bình xét những điển hình tiên tiến về công tác chăm sóc giúp đỡ nạn nhân, cán bộ hội và hội viên tiêu biểu. Với tinh thần đoàn kết, tập trung, thống nhất cao, các đại biểu đã biểu quyết bầu ban chấp hành hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện khóa 4 nhiệm kỳ 2023-2028 với 21 đồng chí. Đồng chí Đinh Xuân Dậu được bầu giữ chức chủ tịch hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện khóa 4 nhiệm kỳ 2023-2028. Trong đợt nghỉ Tết dương lịch, lượng khách đến tham quan mua sắm tại nhiều siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn Đồng Nai tăng 30-40%. Các hệ thống siêu thị Co-opmart, Go, Big C, MM Mega Market, Lotte Mart áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi lớn vào dịp này, với nhiều sản phẩm về thực phẩm, hàng tiêu dùng, thời trang giảm giá sâu 30-50%. Đại diện MM Mega Market Biên Hòa cho biết, lượng khách đến tham quan mua sắm tăng 30-40% so với ngày thường. Đợt này siêu thị áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi lớn, bố trí nhiều gian hàng hóa Tết để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Tương tự tại Co-opmart Biên Hòa, sức mua tăng 30% so với dịp cuối tuần bình thường trong 3 ngày của đợt nghỉ Tết dương lịch năm 2024. Quý vị khán giả vừa đến với bản tin cập nhật đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.